Rịp xua bằng con ốc này hay này nhầm mà bà hai nhỏ mụn hộp muối á hay này mình cường xong với chả ăn tỉnh hay là chắp bà đào mà rịp chăm hăn bà lai chật bà lai dùm tới mình chi bàn xui cô lạc tâm hay nâng sật mà chôl sật mà chôl hay nhìn chắp bà đào mà mình bà lai bình pha bình pha phụ về chỉ pi chân tới liên tục về sáng tập ma đi tập hù miền tập hù miền cà rốt cà rốt nó chặt sợ bỏ về sáng dần tới hà đi phong màn phong văn chân của đã chan về tục về mà lại dần bông bắn nhầm pra chiran đi nó bằng phong đập kre hãy đi nhìn chập đam liền bà lai sẵn bà lai cái tục ấy sẵn tức ấy miền tài hưu, miền bình hoa, miền cà rốt, miền sật mà chô, miền cô tâm, hình chi gần xui à nếp sạch khám ai với ông bấm lên trăm tận bị lăng rịch rồi lấy vô viên mà chật và tê với sạch đang sạch đang chân đặt sạch đang sạch đang chân nhé này hình tầng tài hưu nhưng vô mà viên phục chị bay chị buồn chân tới hai ni cà rốt ni nhâm cao về vô mồn tí nhá mồn phẩm chặt vì chân đặt và tép tép đang sẽ đang trên thấy hãy tụng kia mà lại tới hắn vô bình phạt thì chặt là có dân chặt trăm kia là chân đấy chặt vì cho nó đang cho à thấy liên tục vì mà lại sân thấy hay vô ở chi vẫn xui hẳn có tâm mà hẳn cho mình như thế hắn giận mà chớ nhầm hai vì chẹp bật tay hỏi đang tụi tuổi chứ tập mang vô cái tầm đam về làm cho đam về là rịp chăm và lại rịp chăm ai rủi hai lên chắc làm một bà cắt lớn cắt lớn bây giờ tôi chìm ăn hộp bây giờ phơn đặt làm té dạ bình cha châu đặt tâm tràm chỗ cha vì ở chuối sân cha bình phó cha bình phó hai nâng tâm đã dừng tràm nó cha là chuối mình đã tập chỗ nó mình ngờ về phụ tới đã rất chỗ sạch tàu hú mà rịnh mát xa sớm có xó hay nằm bờ thực sự yếu lên đạp sạch một chỗ chỗ nè đạp cùng mình chỗ trong cái đạn của tâm hành chi gần suy cho tới
lấy chân với nó con đũa bàn này, đũa đã chạm bàn này. Lâu chị ăn nó chắc đau mà đùa một lỗ nó có đau hơi hơi nó chăng nó bồn bồn. Bọn con ai thôi đừng tè bán một màu nữa ngành dạ bạn pra sạch pra ấy pra tập bông mần lấy chỉ trong cái xong sum ở con chỉ là bông phồn chui like chui subscribe video nhóm phong chỉ trong cái xong ở con bông phồn chỉ là tôi xem video nhóm bye bye chào tạm biệt.